Cảm thấy bị xúc phạm, nhiều fan hâm mộ quay lưng với Xuân Trường vì bức tâm thư. Bài viết của Xuân Trường đã khiến nhiều người thất vọng vì cho rằng anh chàng đang không tôn trọng fan. Là đội trưởng của U23 Việt Nam, Xuân Trường là cái tên được rất nhiều fan hâm mộ trong nước quan tâm và quý mến bởi sự chín chắn trong lối đá và vẻ ngoài điềm tĩnh khi ở ngoài đời. Tuy nhiên mới đây có rất nhiều fan hâm mộ đã tỏ vẻ thất vọng trước bức tâm thư trên Instagram của anh chàng sinh năm 1995 sau những lùm xùm giữa fan hâm mộ và bạn gái. Dòng status chia sẻ tâm sự của đội trưởng U23 Việt Nam về fan chân chính và fan phong trào. Bài viết của anh đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, nhiều fan cảm thấy bị xúc phạm khi đọc bài viết của anh. Anh cho rằng những người được coi là fan phong trào đa số đều là những người không biết suy nghĩ, chưa lớn. Nhiều người cho rằng Xuân Trường đang cố gắng bảo vệ hành động không mấy văn minh của bạn gái mình và phụ lại tấm lòng của những người hâm mộ và quý mến anh chàng. Chưa kể đến việc Xuân Trường chia sẻ bằng tiếng Anh lại càng khiến ý nghĩa của bài viết trở nên đi xa hơn. Lý do chính khiến nhiều người hâm mộ không hài lòng và quyết định từ bỏ Xuân Trường là vì anh không tôn trọng fan hâm mộ. Một tài khoản chia sẻ sự thất vọng của mình trước bài viết của Xuân Trường. Cái quan trọng ở đây là anh phủ nhận sạch trơn. Cái tối thiểu của một người hâm mộ cần, họ yêu quý anh thực sự, nhưng họ không muốn tình cảm của mình bị coi là không ra gì. Và anh, người họ đặt tình cảm vào lại không bảo vệ và trân trọng tình cảm của họ. Nhiều người còn nhắc lại việc người yêu Xuân Trường không tôn trọng fan như thế nào. Một số người còn cảm thấy phẫn nộ và nhắc lại việc mà Xuân Trường từng làm với quà của fan hâm mộ. Không biết mình có khác người hay không, nhưng mình đã không ưa ông này sau vụ đưa quà fan tặng cho bà người yêu rồi. Sai rành rành cả đôi, vẫn nghĩ là người hâm mộ, đặc biệt bạn fan, mà quà của bạn ấy. Bị chị người yêu up lên story được xin lỗi cơ. Đồng ý là ban đầu nhìn cũng đáng yêu, ăn nói nhẹ nhàng. Mình không xem bóng đá, cũng không hâm mộ U23. Nhưng thấy ông này hành xử cũng được, cho đến khi bùng quả phút này, đã thay đổi cách nhìn về ông này luôn. Nồi nào úp vung nấy chắc hợp với hai anh chị lắm. Những người có cái nhìn bao dung hơn về hành động của Xuân Trường cũng không tránh khỏi sự thất vọng. Cơ mà việc cậu ấy nói ra như vậy thực sự không thể nào chấp nhận được. Bản thân cậu ấy là người của công chúng, hẳn cũng hiểu được những lời nói đó khiếm nhã và thiếu tôn trọng người hâm mộ đến mức nào. Nếu không muốn nói là có phần không văn minh, thì thôi, ghét thương để trong lòng, không quan tâm đến nữa là được, để cậu ấy với fan chân chính chân phụ của cậu ấy. Coi như cậu ấy không trân trọng tình cảm của mình, thì không nên tiếp tục yêu mến nữa thôi, đừng buông lời chửi bới cậu ấy, lời nói thật sự đáng sợ. Rất nhiều người thể hiện sự thất vọng và cho rằng tình cảm hâm mộ của mình đã bị phản bội.